Chả thấy ai nói gì cả. Buổi trước chúng ta học tới bài nào rồi nhỉ? Chị Hoàng Hà ơi, chị Thu Hà ơi. Đến bài các đốt chống cổ và Không, đường bài tay gần đây gãy nhất ạ. cơ. Bài gần đây nhất chúng ta học cơ. Bài của buổi trước ấy. Không hiểu. Sao thấy Ủa, nó ủa. có cái gì ở trên đấy này? Dạ. Bài tổng hợp và tất cả các động tác về từ cổ, vai và lưng. Là sao ạ? 10 cái mức độ cơn đau có phải không ạ? Hay là bài gì ạ? Mức độ cân nặng là hôm trước như thế nhỉ? Hôm trước là bài gì có nhớ không ạ? Xuống thắt lưng chưa? Hôm nay chúng ta học đến xuống thắt lưng chưa? Hôm đấy chưa Hôm nay. học đến thắt lưng đâu. Thế bài hôm qua, hôm tuần trước chúng ta học cái gì? Vai nhỉ? Vai xong rồi chị bị đau vai này. Sao lại vai vô lý thế Hôm nhỉ? trước là cổ này, xong đến vai này rồi. Hôm trước chúng Mới ta học học cái gì đến đâu có nhớ không? chỉ học đến vai thôi, chưa học đến lưng đâu ạ. Chưa học đến lưng đâu. Không, tổng hợp từ cổ xong đến vai, hai cả Cổ hai xong rồi, chưa đến lưng đâu ạ. có phải chúng ta học bài này không nhá? Có phải buổi trước chúng ta học bài này không? Có thấy quen quen không? Có phải không ạ? Vâng. Vâng. Cái có đai gù lưng ấy, cái đai gù ngực này này. Rồi. Các đốt sống ngực. Vẫn là đốt Gù sống ngực lưng đúng chống không? Và chống là bài kết thúc đốt sống ngực chưa nhỉ? gù lưng. Có phải là bài hôm qua, là bài hôm trước là đã tổng kết bài đốt sống ngực không? Đúng rồi đấy ạ. Rồi, ok. Đốt sống ngực nhá. Rồi ơi. Rồi, chờ chút xíu thôi. Ủa sao có một bạn này chạy đâu mất rồi? Không biết miệng nhà làm sao. Rồi mọi người có thể túc tí nhá. Tôi tổng kết lại nhá. Từ đốt sống cổ đến đốt sống ngực để tránh trường hợp chúng ta bị quên. Phần bài tập thì mọi người đừng có lo nhé. Tôi sẽ copy đường dẫn tôi gửi mọi người. Phần đốt sống cổ này, nó có những cái bệnh đốt sống cổ sau nhé. Và phần đốt sống ngực, nó có những cái bệnh đốt sống ngực sau. Tại vì cổ với ngực nó liên quan đến nhau. Thì chúng ta cần phải biết. Thứ nhất này, tất cả những bệnh mà đốt sống cổ, nó có bệnh sau. Thứ nhất này, đau mỏi cổ vai gáy. Là bệnh đầu tiên và nhiều người bị nhất. Cái mức độ đấy là mức độ 1. Là bệnh thứ nhất. Bệnh thứ hai là tê mỏi. Tê mỏi nhé. Tê đây là có mức độ cao hơn là đau đấy. Tê mỏi cổ vai gáy và tay. Thì đấy là cái bệnh thứ hai. Hai cái bệnh đấy nó giống nhau nhưng mà nó cường độ nó tăng nặng lên trở thành cái mức độ bệnh thứ hai. Bệnh thứ ba là thoái hóa. Có nghĩa là đi kèm với khó ngủ, mất ngủ rồi. Đau mỏi cổ vai gáy đi kèm với khó ngủ và mất ngủ. Đó là cái bệnh thứ ba. Mọi người cố gắng ghi nhá. Phải có bệnh đấy chứ không phải là nó không có tên bệnh đâu. Nhắc lại nhá, bệnh thứ ba là đau mỏi tê cổ vai gáy đi kèm mất ngủ, đó là bệnh thứ ba, có tên luôn là bệnh thoái hóa đốt sống cổ, có tên luôn rồi. Rồi bệnh thứ tư này, thoát vị đốt sống cổ.
cái trường hợp vừa rồi tôi chia sẻ cái chị bảo chị bị thoát vị đốt sống cổ đấy. Thoát vị có nghĩa là cái bao hoạt dịch nó đã xì, nó bục qua rồi, nó bục qua rồi thì trường hợp này bắt đầu tê dần hết cả cánh tay rồi, cấu ở đây không đau rồi, thậm chí đốt nửa hơi trên nửa, bật nửa đốt thì không thấy đau tay nữa rồi, nó chỉ tê 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 thôi. Đúng rồi, bệnh cuối cùng nặng nhất đó là gai đốt sống cổ, bắt đầu nó mọc gai, nó quặp vào nhau rồi. Rồi được mấy 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 bệnh nhỉ? Thu Hà Phú Thọ gạch cho mấy bệnh nhỉ? Năm ạ. 5 bệnh nhá. Nhớ có 5 bệnh ở đốt sống cổ nhá. Lưu ý nhá. Đó, Thu Hà, chị Thu Hà nhắc lại nào. Bệnh thứ nhất là bệnh gì? Bệnh thứ nhất là Để chờ bạn Thu Vân, bạn ghi. Bạn Thu Vân lấy bút bút vào tốc ký đi. Vân rồi chưa? Chờ chút xíu Thu Vân vào rồi. Ờ, Thu Vân đâu rồi? Rồi bệnh thứ nhất, chị Thu Hà nhắc nhá. Thưa Bệnh thầy, thứ bệnh nhất thứ là nhất đốt sống là cổ. đau mỏi cổ vai gáy và tay ạ. Chờ Thứ chờ bạn hai Thu Vân, là chờ bạn Thu Vân, bạn ghi xong đã. Đau mỏi đau cổ mỏi cổ tay. vai gáy. Bệnh thứ hai là tê mỏi vai gáy và tay. Tiếp tục. Bệnh thứ ba là thoái hóa khó ngủ mất ngủ, là thoái hóa cái đốt sống cổ đấy, gọi tắt là thoái hóa cái đốt sống cổ gây ra khó ngủ mất ngủ. Thứ tư là thoát vị các đốt sống cổ. Bệnh thứ năm là gai các đốt sống cổ, thôi gai hết ạ. Rồi tuyệt vời. Vừa rồi là chúng ta có 5 bệnh về đốt sống cổ đúng không? Bây giờ đến xương đốt sống ngực nhá. Chúng ta sẽ có cái bệnh đầu tiên. Cong vẹo đốt sống ngực. Như vừa rồi tôi rêu ra cái hình ảnh rất là rõ đúng không? Chia sẻ cái hình ảnh rất là rõ nhá. Cong vẹo đốt sống ngực và thường là bị vẹo đốt sống ngực trên. Đốt sống ngực trên nhá. Đó là bệnh thứ nhất. Bệnh thứ hai này, phồng đĩa đệm đốt sống ngực. Bệnh thứ ba là thoái hóa đốt sống ngực, rất hiếm khi bị thoát vị với cả gai đốt sống ngực nhá, hiếm lắm đấy, không có nhiều đâu. Và cuối cùng là bệnh gù lưng. Gù gù nhá. Rồi, và tính đến ngày hôm nay là chúng ta học được bao nhiêu bệnh nhỉ, mọi người có nhớ không ạ? Vừa rồi ghi ra hết rồi đấy. Năm ạ. Thế này, năm năm động tác, Mười năm bệnh của đốt xương cổ, mấy mấy bệnh của đốt xương ạ. ngực, bao nhiêu ạ? Mười ạ. Tổng kết là 10. mười ạ. 10 à, chắc chắn không? Chín. À đấy, có người bảo 10, người bảo 9, người 10 xong rồi mồm vẫn còn nhai thức ăn. 10 ạ. À. Vậy thì 9 hay 10 nhỉ? Vẫn có người nói 10 kìa, người nói 9 kìa. Vâng. Chắc chắn là 10 không? Đọc lại nào, đếm lại nào. Em chỉ nhớ là thầy bảo 10. Đây, 9 ạ, 9 ạ, 9 ạ. À, đếm lại đi. 9 ạ. 9 rồi đi. Vâng À, ạ. thế mà cứ bảo 10 hai Đây lần là bảo 10, một các lần bảo 9. Rồi, rồi. Rồi ok. Vậy thì chúng ta đã trở thành một huấn luyện viên yoga trị liệu và chữa được 9 bệnh về xương khớp rồi đúng không? Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp về đốt thắt lưng nhá. Đốt thắt lưng thì dài lắm. Và liên quan đến cổ chân thì nó có đến gần chục bệnh ở đốt cổ chân nữa cơ, ở cái khớp cổ chân. Bây giờ đốt thắt lưng nhá. Trước tiên vào việc ấy thì chúng ta cũng có những cái công cụ, thì ở đây tôi có một loạt cái công cụ là giới thiệu cho mọi người, đầy một cái ghế luôn, tôi có một ghế luôn. À, ở đây thì là có cái bó gối này, liên quan đến gối này, có cái nâng đỡ cổ tay này đúng không, các dụng cụ trang thiết bị đấy để giúp chữa cái bệnh liên quan đến xương khớp của toàn thân đấy. Đây là cái trợ lực gối này, trợ lực cho gối đúng không? Ai mà người già rồi yếu quá thì phải có dùng cái này đứng lên ngồi xuống chứ không thì cứ tung khớp ra, có đúng không? Đó.
Và đây là cái bó cổ tay là dành cho những người làm sao bị các bệnh liên quan đến hội chứng viêm ống cổ tay, đúng không? Mua đi, rẻ lắm, đúng không? Tập cho các cô khỏe lên đó. Đúng rồi, hiệu chứng viêm ống cổ tay bó bó khỏe luôn, bó 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 ok luôn, đúng không? Đó, tiếp tục nhá, nhiều lắm. Đai chống gù, đúng không? Cái gì ạ? Hơi đẩy kéo giãn nước sung cổ, bó gối, đúng rồi đấy, ngon luôn. Rồi bây giờ hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tiếp cái này nhá. Đây là cái đai lịch bụng, mọi người biết rồi đúng không? Đúng không? Cái đai này nhá, nó không có tác dụng chữa cái bệnh thoái vị hay là gai hay là cái gì phòng đĩa đệm thắt lưng đâu, mà mục tiêu của chính của nó này là làm cho chúng ta bị hạn chế dao động, biên độ vận động lại để giúp chúng ta làm sao vận động vừa phải thôi, chứ đừng có làm bừa theo sức của mình. Thì nhá, có rất nhiều cô vẫn tập bình thường đúng không, bó vào tập luyện bình thường, vừa làm sao tăng nhiệt ở bụng, là làm sao tất cả những người bị thoát vị này nó họ họ hay vặn mạnh quá, phải trái mạnh mạnh quá, thì khi cái đeo cái này vào nó hạn chế cái vận động lại thì tự động nó sẽ hồi phục, nó khỏi. Mọi người hình dung nào, hàng ngày là do người ta làm bừa phứa nhiều quá, vận động thừa thừa nhiều thứ quá, thành ra nó mới tổn thương. Thì cái đai này là giúp cho họ dạo vận động chậm lại và từ tốn, dẫn tới là tự phục hồi. Thì giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một loạt các vấn đề liên quan đến đốt sống thắt lưng nhá, chờ chút xíu thôi. Chờ chút xíu thôi. Rồi, bình tĩnh nhá, tí tin kiến thôi. Ở đây. Phần này dài lắm. Phần này sợ tôi không đủ, sợ không đủ thời gian để truyền tải hết cho mọi người. Mọi người nhìn nhá. Vừa rồi là đốt sống cổ thì chúng ta có 5 bệnh, 5 bệnh chính nhá. Đốt sống ngực chúng ta có 4 bệnh, đúng không? Bây giờ mọi người ghi luôn nhá. Đốt thắt lưng chúng ta có từng đầy bệnh này. Bệnh thứ nhất là đĩa đệm bị thoái hóa, có nghĩa là gọi là thoái hóa thắt lưng. Bệnh thứ hai, phồng đĩa đệm. Bệnh thứ ba là thoát vị đĩa đệm, có nghĩa là cái đĩa đệm nó bị bục và bị xì ra ngoài. Bệnh thứ tư là hẹp đĩa đệm, có nghĩa là cái đĩa đệm của chúng ta nó bị xẹp đĩa đệm nhá. Và bệnh cuối cùng là đĩa đệm bị xẹp và có gai. Thì ở đây vừa rồi cái trường hợp mà tôi chia sẻ đúng không, là có thoát vị đa tầng, thì tôi lại quay lại cái video, à cái chia sẻ của chị nhá. Đây, quay lại cái video của anh này trước. Tại thứ tư là gì ạ? Sao ạ? Thứ tư là gì ạ? Đây, 1, 2, 3, 4 là hẹp đĩa đệm hay còn gọi là xẹp đĩa đệm. Bệnh thứ tư. Bệnh cuối cùng là thoái hóa đĩa đệm và có gai hay còn gọi làm sao? Thoái hóa gai cột sống. Vậy thì phần này chúng ta cũng có 5 bệnh đúng không? 5 bệnh đáng lẽ là phải có 5 bài. Mỗi một bài giải thích về một bệnh. Tuy nhiên thì thời gian của chúng ta cũng không có nhiều. Thành ra tôi cố gắng co lại trong vòng khoảng 2 bài thôi. Tại vì nếu mà di chuyển trong trường hợp quá là dài không thể nói được hết thì mới chia sẻ thành 3 bài. Vậy thì bây giờ mọi người sẽ đặt cái câu hỏi đầu tiên, tập cái gì để nó khỏi đúng không? Thì cái việc đầu tiên này, chả cái tập cái gì cả. Đeo cái đai này lại thì nó giảm nó luôn 30%. Khoảng 30% nhá. Cái việc cái đeo cái đai này là như thế nào? Lại giải thích lại nhá. Là để cho cái những người mà bị thoát vị đấy, họ cảm thấy khó vướng víu trong cái việc là di chuyển lao động hàng ngày. Chính vì khó và vướng víu cho nên là họ mới làm sao? Vận động ít và nhẹ nhàng thì tự động nó sẽ khỏi nhá. Và rất nhiều người này khỏi rồi, chữa khỏi rồi, trị liệu khỏi rồi, nhấc chân nhấc tay là giận trong cái hoặc là trượt chân một cái lại lại trở về cái bước ban đầu luôn, và cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy là sẽ trở thành làm sao, mãn tính thôi, có đúng không? Nặng nhất là bắt đầu ở đây này, mọi người quan sát nhá. Đầu tiên nó chỉ bị thoái hóa là bắt đầu chả có cái cảm giác gì đâu cả, chỉ thi thoảng có nhói nhói cái lưng được cùng thôi. Nồi đĩa đệm nó bắt đầu nó ê ẩm rồi, người của chúng ta bắt đầu có ê ẩm. Thoát vị đĩa đệm được, có nghĩa là bắt đầu chèn vào gốc dây thần kinh, chèn vào gốc dây thần kinh nhá. Xẹp đĩa đệm có nghĩa là bắt đầu xương của chúng ta nó kêu rục 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 rục, quay đi quay lại nó kêu cục cục rục 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 lưng rồi. Và cuối cùng này, quay đi quay lại chẳng còn cái gì mà kêu nữa cả,
gai nó chèn và nó mắc vào nhau rồi, và toàn bộ cột sống làm sao nó đơ rồi, và một cái phần cái gai này mọi người có nhìn thấy nó chọc vào dây thần kinh không, ở đây là cái bao hoạt dịch này nó xì ra, nó đè dây thần kinh, thì ở đây cái gai nó chọc vào thì những người này chỉ xác định là đi có đi mổ thôi, đau quá không chịu được, và đến cái mức độ gai nó chọc vào dây thần kinh chúng ta không chữa ở đâu nhá, không có năng lực chữa, mà chúng ta chỉ làm tốt nhất ở cái mảng này này, cái đoạn này này, hẹp đĩa đệm trở ngược trở lại, thứ nhất này thoái hóa lồi đĩa đệm, thoát vị đĩa đệm và hẹp đĩa đệm, tôi có thể cam kết được là khỏi được tầm khoảng 80%, 80% nhá, mà không cần dùng cái thuốc đâu, thì vậy tốt như vậy tội gì không làm đúng không? Thoái hóa thì chúng ta vẫn xử Em lý được, nhưng mà gai thì chịu rồi. Đó. đang bị thoát vị đĩa đệm ạ. Nếu mà em mà thoát vị em tập cái bài chuỗi bài này, hoặc là tôi sẽ gửi em một chuỗi bài tập, thì lát nữa ai cần thì cứ hỏi nhé. Ai bị đau cổ vai gáy, ai bị gù, ai bị thoát vị thì có sẵn bài rồi, tôi sẽ đưa hết. Và mọi người cứ tập theo và trải nghiệm, có rất nhiều người đã đang tập và đã đang khỏi rồi. Đó. Thoát vị rất dễ xử lý, làm sao chỉ cần này bác sĩ họ mổ ấy nhá, giả thiết cho bây giờ họ mổ cái miếng thịt ở đây ra, họ cắm cái kim ở đây, hoặc là họ lấy cái gì cái dao họ lạo họ vét vào cái xìa họ múc cái này đi, thế là xong đúng không, đồng thời cái bao hoạt dịch này họ vá lại, thế là xong, thế là nó không xì nữa. Thế bây giờ em đang bị thoát vị nhá, thế bây giờ hai trường hợp xảy ra này, một là cái bao này nó bị rách nó vẫn tiếp tục xì ra thì trường hợp như này là toi. Bây giờ vấn đề thứ hai là nó đã thoát vị ra rồi, nó để lại một cục ở đây rồi, nhưng cái bao này nó tự động vá vào rồi, đeo cái đai này đi, hàng ngày lao động và làm việc đeo cái đai này đi đúng không, để tránh trường hợp làm sao mình cẩu thả mình vặn vẹo nó mạnh quá thì mình tập trên lớp nó cũng chả giải quyết được cái gì cả đúng không. Tập thể dục thể thao là đi đứng nằm ngồi quỳ bò, với tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày chính là tập, chứ không phải đi đến 1 giờ tập với tôi thì nó sẽ không hiệu quả đâu đúng không. 1 giờ tập với tôi nó hồi hồi lại tí tí nữa lại vặn cái mày lấy cho mẹ cái này cái kia, vặn người vẹo cái nó lại đến cục cái nó lại quay về chỗ cũ thì cứ tòi đúng không. Rồi về từng bước một nhá, cam kết được là mức từ mức hẹp đĩa đệm trở ngược trở lại, có nghĩa là bốn bệnh thì chúng ta có thể chữa được gần như là hoàn toàn, khoảng tầm 80% trở lên. Còn trong trường hợp đã mọc gai thì không chữa ở đâu, chịu đúng không, ta chỉ là hỗ trợ họ thôi, điều trị bảo dưỡng sau khi trị liệu. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta tập nhá, thắt lưng rất là quan trọng đấy nhá, và mỗi hôm thì cũng chỉ cố gắng được một chút thôi, cái phần này rất là dài. Và đi hôm nay tôi sẽ cử chân nhé để tập cho mọi người cảm thấy nó nhìn nó quan sát nó dễ hơn. Và phần thắt lưng mà mọi người quan sát nhé, đây là cái phần thắt lưng này, đây là cái cặp quần của chúng ta gọi là thắt lưng đúng không. Vậy thì các đốt thắt lưng nó sẽ từ cái cặp quần của chúng ta trở lên trên khoảng tầm gần 1 gang, có nghĩa là từ đây đến đây này, từ cái ngón tay giữa đến ngón tay cái này đúng không, đốt số 1 đến từ đây 1 2 3 4 5, thì đây chị Thu Hà Phú Thọ hỏng đốt số mấy, 1 2 3 hay 4 hay 5, 5 à, rồi ok chị bị đốt số 5 nhá, số 5 thì vị trí nó ở đây ngang cái thắt lưng đạp quần của chúng ta rồi. Thì bây giờ làm như thế nào để cho làm sao nhá, để cái bao của mình nó không bị rách thêm ra, hình dung không ạ, thì giờ muốn nó không rách thêm ra thì chúng ta phải kéo giãn cái đốt sống ra, tách ra tách ra tách ra. Rồi động tác đầu tiên mọi người nhìn luôn nhá, đây là động tác quan trọng nhất, dễ làm nhất, nhìn quan sát luôn nhá, đứng rộng hai chân này, đừng có làm vội, động tác rất là quen thuộc thôi, chống tay sụt vai này, à tôi hơi sốt, lắc 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 lắc, cột kéo giãn cái cột sống của chúng ta xuống, đúng rồi, ai làm tốt thả lỏng này, đúng rồi, rồi nào mọi người làm luôn nhá, ngồi đây, tay chống tì vào cái hàm của mình, kéo giãn toàn bộ cột sống của mình xuống phía dưới, đúng lên nhá. Bây giờ cảm nhận này, đúng rồi, đang đứng giữ đúng đấy. À, chị Hoàng Hà thì chưa đúng, thụt tẩn thuốc, thụt sụt, rồi nhìn tôi sụt cổ này, rụt nó tụt tận ở đây cơ mà, có đúng không? Đó, đúng rồi, cúi nhẹ cái đầu xuống, cúi nhẹ cái đầu, cúi nhẹ cái đầu, đúng rồi, thả lỏng cái gáy của mình ra. Có cảm nhận cái cột sống của mình nó kéo giãn xuống dưới không? Nó giãn xuống dưới không? Đúng rồi, thì mục tiêu của chúng ta này là kéo giãn các đốt xương sống của chúng ta xuống phía dưới để tạo ra cái khoảng trống để làm gì nhỉ? Máu huyết nó lưu thông. Còn chúng ta mà đi vật lý trị liệu nhưng họ dùng cái cùi chỏ họ thụi cho thì chết mà về mà đau chết người luôn, đau oan hết người luôn, nhưng vẫn không tác động được vào tới tận xương đâu. Chỉ có chúng ta tập chúng ta mới có thể tự cảm nhận thôi. Và ai đó đi ra bệnh viện ấy, bác sĩ họ cho chúng ta nằm những cái máy mà kéo y xì như vậy thôi. Vậy thì tội gì mà phải tốn tiền, có đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể tự chữa được cho mình nhé. Và cố gắng này, hướng sự chú ý vào đốt thắt lưng, kéo tụt người nó xuống. Trong trường hợp chị Thu Hà bây giờ đang bị đau thắt đốt thắt lưng nhá, đang thoát vị thắt lưng nhá,
Thả lỏng người ra để cảm nhận nó dễ chịu thoải mái nhá. Chúng ta có thể làm bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, càng nhiều càng tốt. Đúng không? Còn trong trường hợp nó bị thoát vị nặng quá ở cái mức độ số 3 nhá, mức độ số 3 đau lắm rồi đấy, đau lú người rồi đấy, thì bắt đầu phải nằm nghỉ ngơi ít nhất là phải 3 4 ngày, ngủ luôn 3 4 ngày. Nghỉ ngơi ngủ luôn vài ngày, không làm gì cả. Thư giãn nghỉ ngơi ngủ luôn vài ngày. Có đúng không ạ? Rồi thật tĩnh và thật chắc chắn chặt chẽ nhá. Rồi nhổm dậy, đứng thẳng dậy. Buông tay thả lỏng một chút để cho nó làm sao đỡ mỏi. Chúng ta lại lại lần nữa. Đôi khi rất nhiều động tác nó không có giá trị gì cả, có một vài động tác có giá trị thôi. Rồi chúng ta cùng người nó tiếp tục, càng thẳng cột sống lên thì càng cảm nhận đến nó tụt xuống dưới nhiều, đúng không? Thẳng cái cột sống lên, thẳng cái lưng của mình lên thì tự động ta lại làm sao nhỉ, cái cột sống mình nó giãn xuống dưới rất là nhiều, đúng rồi. Đôi khi chỉ vài động tác nhé, chứ không phải là cả một bài tập đâu, mà cứ lặp đi lặp lại vài động tác này thôi. Rồi chị Hoàng Thu Hà, cổ tay đau quá nên phải chống cái khuỵu đó, chống khuỵu thì nó lại đè vào khớp háng mất rồi, nó có chả tác dụng gì ở đốt thắt lưng cả. Tách đốt thắt lưng rồi đau đó, nó ọp ẹp lắm rồi. Chị Thu Hà có phải là già gì đâu, vẫn là trẻ, vẫn là tươi cười phe phé, thế mà đã ọp ẹp rồi, chắc là xài nhiều quá, khấu hao mạnh quá, ăn chơi nhiều quá. Rồi giữ tĩnh nhá. Đó. Đấy. Thả lỏng người ra, tụt 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 xuống. Tụt 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 xuống, đúng rồi. Tập bằng cảm giác thôi, chứ đừng tập bằng sức mạnh. À, cách trị liệu của tôi là bây giờ tôi toàn đưa video thôi. Và học viên của tôi cũng chẳng cần phải tập. À, theo tôi làm gì cả, tôi chẳng có thời gian chăm đến hàng trăm người cùng lúc đâu. Thì thôi tốt nhất là đưa lên video cả ngàn người tập cùng lúc cũng được. Đó. Giữ Thầy thật tĩnh ơi, nào. cái động tác này vào cái cổ tay nó đau lắm thì làm nào? Cái cổ tay là hội chứng viêm ống cổ tay rồi, thêm cả hội chứng viêm ống cổ tay rồi. Chị có phải đang bị Nó hội bị chứng viêm đau. ống cổ tay không? Em thấy nó kiểu là ngày trước nó cái cổ tay nó bị yếu, nó bị ngã, bị rịa một lần rồi. À rồi, nó bị dẹo Rồi. khớp gì? Nhưng nó Rồi, đau. thôi đau quá thì mình cứ điều chỉnh vừa phải thôi. Rồi. Nhổm dậy, làm lặt lại lần thứ ba nhá, đứng thẳng dậy, đứng thẳng dậy, thả lỏng cái cổ tay, đứng thẳng dậy. Muốn trở Rồi thành một giáo viên yoga trị liệu chuyên nghiệp. thả lỏng ra nhá, thả lỏng ra, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng. Rồi lặp lại lần tiếp theo, xuống. Rồi lòng 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 tụt người xuống. Đúng rồi. Đau thì mình cứ điều chỉnh thôi, ít một thôi đỡ đau, chúng ta lại tiếp tục. Thật tĩnh nhá. Đúng rồi. Mềm đó. Rồi thôi dừng lại. Thu chân lại này. Tôi quay về thì thấy cái thấy đứa trẻ rất là dễ nhé, nhưng mà lần này nó ngồi lên gót chân, hai gót chân khép chặt vào nhau này, đúng không? Hai gót chân khép chặt vào nhau, bình tĩnh nhá. Rồi động tác rất là quen thuộc này, nằm xuống. Có thấy là nó tự giãn ra ở đây không, thấy dễ chịu cái lưng không, đúng không? Chúng ta có thể đấm đấm nhẹ nhẹ cũng được, hoặc là thật thoải mái thôi. Có nghĩa là chỉ cần mỗi cái động tác này nó cũng có tác dụng trị liệu nhé, chứ không phải tập quá nhiều thứ đâu. Chúng ta muốn tập nhiều thì có thể là tập 5, 7, 10 động tác, nhưng mà tập trung chủ yếu vào hai động tác này. Thật tĩnh nhá, thật chắc, thật thoải mái nhá. Chứ không phải là rất nhiều động tác mới trị liệu được đâu. Mà có những vị trí chỉ cần vài động tác thôi. Còn có những vị trí thì cần phải áp lực rất lớn, đặc biệt là cái đốt sung lực. Cái đốt sung lực của tập tập phải tập điên cuồng cơ, đúng không? Bài của ngày hôm nay thì chúng ta chủ cùng nhau tìm hiểu những cái động tác để xử lý tất cả các vấn đề của đốt thắt lưng. Còn các bài sau thì mỗi một bài chúng ta sẽ cố gắng làm sao mà xử lý được một hoặc hai hoặc ba vấn đề. Úp cái mu bàn chân xuống. Thu Vân úp cái mu bàn chân xuống. Đúng rồi, ngồi lên gót chân, ngồi hoàn toàn lên gót chân. Úp mu bàn chân, ngồi hết lên gót chân, đúng rồi. Thả lỏng thắt lưng ra, đúng không? Nằm nguyên để cảm nhận và thư giãn nhá. Không cần phải dùng hết sức đâu.
cứ thả lỏng thư giãn thật thờ ơ và thật lờ đờ thật vật vờ này, đôi khi phải giữ vài phút một động tác chúng ta mới cảm nhận thấy được, có lẽ là nhiều khi còn phải giữ tới 5 7 phút thậm chí 10 phút cơ. Bắt đầu cái cảm giác dễ chịu nó cứ tăng dần lên đúng không? Ở trong cái chuỗi bài chính ấy thì mỗi một chuỗi bài nó có một vài động tác xử lý chủ trị cho vấn đề đó, còn các cái động tác phụ thì nó sẽ hỗ trợ nâng cấp sức khỏe ở các cái nhóm cơ xung quanh. Giữ thật tĩnh nhá, càng tĩnh càng tốt, ngủ luôn một giấc thật là nhẹ nhàng và thật là thoải mái đúng không? Ngủ luôn một giấc, thư giãn một giấc. Chị Hoàng à, cố gắng chạm cái mông của gót chân của mình đúng không? Ai đó mà đang đau, đang thoát vị đấy thì người ta mới trải nghiệm và cảm nhận thấy sự dễ chịu ở hai cái tư thế vừa rồi. Còn mình không bị làm sao thì mình nằm mình chỉ thấy dễ chịu cái lưng thôi. Có đúng không? Thoải mái cái lưng thôi, dễ chịu cái lưng thôi. Cố gắng giữ lâu lâu một chút nhá. Động tác thứ nhất rồi, động tác thứ hai rồi, chỉ cần là một dăm động tác thôi, không cần nhiều. Cứ lặp đi lặp lại là tự động nó khỏi. Vấn đề nó hay ở chỗ đấy đấy, chứ không phải tập được cả vài chục động tác rồi chỉ cho nó mất thời gian nha. Rồi cái chỗ chúng ta cần khỏe nó lại không khỏe, nó lại khỏe những cái chỗ mà chúng ta không cần khỏe, trong khi đó cái chỗ cần khỏe thì nó lại không được khỏe mạnh và thậm chí nó còn yếu nữa, tại vì nó tận dụng, nó lấy hết cái nguồn sức lực mà chúng ta đang có mà. Giữ thật tĩnh nhá. Thôi, buông lỏng vòng tay. Mọi người đều cảm nhận được rồi đúng không? Tiếp tục này, duỗi hai cái chân của mình về trước cái căng duỗi nhá. Như thế căng duỗi này chúng ta lại hơi trùng với đầu gối và tách rộng chân bằng vai này. Tách rộng hai cái chân bằng vai. Đúng không? Tách rộng hai cái chân bằng vai hoặc rộng hơn vai một chút. Rồi thả lỏng nhá. Gặp người xuống được đến đâu hay đến đấy. Đừng có kéo, gặp người xuống thôi. Đầu gối này hơi trùng lại và dạng sang hai bên. Đầu gối hơi trùng và dạng sang hai bên nhá. Đúng rồi. Thả lỏng cái ổ khớp háng này, thả lỏng cái khớp cổ chân nha, ật cái cổ chân nha, ật 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 cái cổ chân nha. Đúng rồi. Thường tất cả những động tác mà tập trung vào chủ trị vào một vấn đề, có phải là từ buổi đầu đến giờ là chúng ta xử lý được, biết được 9 bệnh và tất cả những cái bài tập đều xử lý được 9 cái vấn đề đó. Nhưng khi có một vấn đề quan trọng cần phải xử lý, ví dụ như bắt đầu họ có phim họ gửi cho mình thì đừng có lo nhé, cứ xin phim đi, xong tôi sẽ hỗ trợ mọi người cái cách đọc phim, dần dần là mọi người sẽ quen dần ngay. Thật tĩnh, thật chắc chắn và thật chặt chẽ nhá. Tĩnh, chắc chắn và chặt chẽ, cứ ngủ luôn một giấc trong tư thế đấy. Tất cả các cách tập trị liệu chúng ta đều biết rồi. Thả lỏng triệt để, thu giác quan vào trong, định tuyến trong, định tuyến ngoài, biết hết rồi, tất cả mọi thứ biết rồi. Mềm nhũn người ra, mềm rũ người ra, nhũn rũ người ra. Và rồi chờ đợi, nó cứ lỏng dần, mềm dần và mềm dần. Từ từ nó cứ giãn dần nha. Cứ lỏng dần, giãn dần nha, đúng không? Rất là dễ thôi, từ từ lỏng, nhũn, rũ người, chất rũ người, đúng không? Kệ nó được đến đâu hay đấy, đúng không? Thật lỏng nhá, càng lỏng càng tốt. Thật tĩnh, càng tĩnh càng tốt, càng lỏng càng tốt. Rồi buông lỏng nhổm dậy, tiếp tục thế con công này, rất là quen thuộc thôi. Duỗi cái chân phải về sau, cẳng chân cố gắng kéo cao lên nhé, phải gác ngang được chiều dài của thẳng nếu đạt hiệu quả cao nhất, còn không chúng ta cứ co gọn vào lòng vừa vừa thôi, miễn là thấy nó thoải mái cái lưng là được. Rồi nằm xuống.
co cái gọn chân lòng, đừng để nó đau cái khớp gối quá, nằm xuống nhá, đúng không? Rồi tiếp theo thả lỏng lưng của mình nha, thật lỏng thật lỏng, càng lỏng càng tốt, càng mềm càng tốt, càng lỏng người ra càng tốt, càng lỏng càng tốt nhá, càng mềm càng tốt, càng thư giãn càng tốt. Lỏng, mềm, thư giãn, đúng rồi, cứ nằm ngủ luôn một giấc. Trong trường hợp chúng ta có một cái bệnh nhân, học viên họ đang có vấn đề như chúng ta, cụ thể như bây giờ là chị Thu Hà nhá, đang thoát vị đốt thắt lưng đúng không, đốt số 5 đúng không, thì vậy thì cái bài này cứ có 5 động tác này cứ tập đi tập lại thôi và mình trải nghiệm luôn đúng không, thế nó cứ dễ chịu dần lên, đừng để nó combo bị 4 5 bệnh cùng lúc thì mệt mỏi lắm, mình sẽ nhọc, mình hết sức mất, thậm chí là rất khó là có thể phục hồi được cái năng lượng mà mình đang đang bị mất đi đấy, thì cố gắng đừng để nó kiệt lực quá. Và giống như cái cô mà vừa rồi tôi chia sẻ đấy, là nhiều bệnh combo trong một quá, chính vì vậy mà đừng có cố gắng làm gì cả, đừng có cố gắng áp lực quá làm gì cả, đúng không, sức có đâu thì xài đó thôi, chẳng phải vội vã quá làm gì cho nó mệt mỏi cho nó khổ đâu, đúng không, thật tĩnh nhá. Càng tĩnh càng tốt, càng chắc chắn và càng chặt chẽ thì hiệu quả càng cao. Tĩnh, chắc và chặt chẽ nhá. Mềm nhũn người ra. Chúng ta muốn trị liệu ở vị trí nào đó thì chúng ta phải đưa suy nghĩ về cái vị trí đó, và cứ thấy nó tức 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 ở đâu đó thì chúng ta làm sao tập trung thật là nhiều vào vị trí đó, tất cả không không cần phải nhất thiết phải tập trung toàn bộ sức sức khỏe hay ý chí của mình vào đó, mà chỉ cần hướng cái suy nghĩ của mình vào đó thôi, và cảm nhận từ từ cái cơn đau nó dễ chịu dần hoặc nó tăng nặng dần lên thì tự động quá trình hồi phục nó sẽ xảy ra, càng tĩnh càng lỏng càng hiệu quả. Rồi thoải mái buông lỏng ngồi dậy ngủ dậy nhá, tiếp tục này thì lưng không ngồi này, 5 động tác thôi, co chân lại, có thể tập 6 động tác đi cho nó nhiều hơn một chút, cho nó thoải mái hơn chút, lưng không ngồi rồi cũng thật thoải mái, cứ dụng được cái đâu hay nó không vội vã gì cả, càng lòng càng tốt. Đúng rồi, duỗi hai tay về trước cho nó thoải mái, tôi làm tốt thì tôi duỗi hai tay về sau, còn mọi người làm được bình thường thì cứ với hai tay về trước, mềm ra thư giãn và nghỉ ngơi thôi, vừa tập vừa nghỉ ngơi, chả vội vàng gì cả, chả áp lực gì cả, chúng ta tập trị liệu mà, miễn là giữ đủ thời gian 3 phút đến 5 phút, lưu ý nhá, ít hơn thời gian đấy chẳng có điều gì xảy ra đâu, nó chỉ làm mình dễ chịu và thoải mái thôi, chứ còn nó phục hồi rất là chậm. Vẫn là lưu ý nhá, toàn bộ giáo trình này chủ yếu là dành cho mọi người để mọi người biết được, nắm bắt được cái tình trạng bệnh tật của học viên của mình và có thể tự thiết kế ra giáo án yoga trị liệu, còn trong trường hợp mình không thiết kế được thì mình cứ nhận đi và tôi sẽ hỗ trợ mọi người trị liệu cùng, có tôi đây rồi mọi người đừng có lo, và hàng ngày tôi vẫn đang trị liệu cho bao nhiêu người mà đừng có lo, mà gặp suốt rồi, và thậm chí là tất cả những cái giáo trình của tôi thì tôi cũng không dạy nữa rồi mà chuyển thành YouTuber hết rồi, hàng nhiều nghìn người cũng có thể tập cùng một lúc, và việc của tôi là chỉ trả lời những cái câu hỏi của họ thôi chứ không phải là chăm sóc về động tác với họ nữa, tất nhiên là nó không được 100% tại vì có mỗi người một kiểu, nhưng kiểu gì cũng phải được tầm trên dưới 80% đến 85%, vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa đúng không, càng tĩnh càng lỏng càng tốt nhá, ngủ một giấc thư giãn một giấc, nghỉ ngơi một giấc, được đến đâu hay đến đó, chả vội vàng gì cả, càng lỏng càng tốt nhá,
thật lòng thật mềm. Thư giãn, lỏng và thật mềm người ra. Thật lòng, thật mềm và thật thư giãn. Càng lỏng, càng mềm, càng tốt. Lỏng, mềm, thư giãn. Thôi, vô lòng nhường tay. Tiếp tục thế ân công này, dưới chân phải về sau. Rồi lại nằm xuống. Thả lỏng một cái lưng nhé. Nó sẽ tự động kéo giãn cái các đốt sống của cột sống chúng ta ra. Lại ngủ một giấc thôi, thư giãn. Bài của ngày hôm nay là giúp cho mọi người có cái động tác để xử lý vấn đề luôn. Trong trường hợp học viên của chúng ta đau mỏi lưng đấy, ê ẩm lưng đấy, thoái hóa nhẹ đấy, thì là xử lý được luôn, rất là dễ. Mà họ cảm thấy rất dễ chịu, thoải mái thì làm sao? Họ sẽ tin tưởng chúng ta luôn thôi. Lòng mấy người đó, cứ cảm giác như là ngủ một giấc ấy. Đúng rồi, một người khá là quen với cái cách tập trị liệu của dòng Jin Yoga này rồi. Càng mềm càng thư giãn càng tốt, có cảm giác như là chúng ta tập một cách thụ động, có nghĩa là cứ vào động tác xong rồi nó cứ cài động tác vào, sau đó là chúng ta ngủ luôn một giấc, kệ nó, càng lâu càng tốt, càng nhiều thời gian thì càng tốt, miễn làm sao đừng để cái lực nó tác động nó lớn quá dẫn tới là mình bị đau là được. Càng lỏng càng tốt nhá. Thường thì để đạt động tác nó đạt hiệu quả cao nhất ấy, thì mỗi động tác thì thường là tầm khoảng trên dưới 3 phút thì bắt đầu có hiệu quả. Còn tầm 5 phút thì tuyệt vời vô cùng luôn. Có thể là tập rất là đau, nhưng sau buổi tập khoảng 2 3 ngày lại hồi phục rất là nhanh, và cứ lặp đi lặp lại cái điều đó nhé. Hơi nhổm dài. Rồi tiếp tục này. Lần này thì nằm xuống nhá. Như động tác rất quen thuộc mọi người nhìn nhá. Gác cái chân trái của mình lên đầu gối chân phải này. Kéo này, kéo này, kéo này. Đó, kéo này. Tay có thể ôm lấy bàn chân. Hai tay ôm lấy bàn chân này. Ôm chặt và nằm xuống. Đúng rồi. Rất là dễ đúng không? Hai tay ôm lấy bàn chân này. Chúng ta làm tốt thì chúng ta mới ôm được cái bàn chân, đan 10 ngón tay vào nhau để đỡ cái bàn chân. Đây là trường hợp chúng ta làm tốt nhé. Còn không thì chúng ta ôm lên cẳng chân chặt như này cũng được. Đúng không? Đó. Xong thả lỏng cái lưng của mình ra, thả lỏng cái vai ra, và làm tốt nhất là với thật sâu tay xuống dưới, ôm đan 10 ngón tay vào, ôm với cái bàn chân đan 10 ngón tay vào nhau nhá. Đây này, ôm bàn chân này đấy, đan mà đan 10 ngón tay vào, ôm cái bàn chân chân phải đấy, chân trái gác lên chân phải thì ôm bàn chân phải chứ, đúng rồi, chân trái gác lên chân phải, tay ôm cái bàn chân trả chân phải, rồi co chân phải lại, gót chân chạm một mông, rồi kéo cao lên, đồng thời khóa chặt cái ổ khớp vai vào, khóa lại và thả lỏng cái ổ khớp vai ra, khóa lại nhá và thả lỏng ổ khớp vai ra. Tiếp tục này, thả lỏng cơ bụng ra, cảm nhận cái sự dễ chịu bắt đầu từ từ thắt lưng. Lưu ý là phải thả lỏng ổ khớp vai ra, thả lỏng cơ bụng ra thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự dễ chịu và thoải mái khi cột sống của chúng ta được kéo giãn. Đúng rồi, trong trường hợp với không tới thì tay có thể ôm cái cẳng chân. À, chị Hoàng Thu Hà thì lại móc ngược từ dưới móc lên lên. Bạn Thu Vân làm đúng nhất. Chị Thu Hà Phú Thọ thì làm cũng được nhưng mà hơi đuối. Kéo mạnh như tí nữa.
kéo sao cho cái bàn chân trái của mình nó chạm về phía ngực của mình đấy, nhiệt tình thêm tí nữa. Còn chị Hoàng Hà thì đừng có thò tay vào móc xuống dưới, móc của này khó lắm. Tay ôm bên trên, ôm bên trên như này này đấy, ôm bên trên chứ đừng lùa nó dưới háng móc, đúng rồi đấy, ép sát vào, ép sát vào. Đúng rồi, kéo mạnh lên tí nữa. Bàn thu vân này làm tốt nhất hầu hết người Việt chúng ta đều mắc các bệnh về xương khớp. Lý do tại sao thì mọi người chắc là không biết, thì tôi chia sẻ luôn nhé, để chắc chắn là mọi người sẽ sau cái buổi ngày hôm nay là mình sẽ nắm được cái đại cương. Cái chế độ bảo hộ lao động đấy của các nước tiên tiến ấy, họ cực kỳ coi coi trọng cái tính mạng con người. Nhưng ở đất nước chúng ta đấy thì đúng là chúng ta vừa mới thoát khỏi thời kỳ phong kiến, có đúng không? Chúng ta chưa không qua các cái thời kỳ xã hội khác mà nhảy từ xã hội phong kiến lên xã hội chủ nghĩa luôn. Có nghĩa là chúng ta nhảy cóc 5 7 10 đợt. Chính vì vậy mà cái dư âm về cái tính mạng của con người nó vẫn dần còn giống như con sâu con kiến ngày xưa đấy. Ngày xưa mọi người hình dung là cái thời phong kiến, các cụ của chúng ta gọi là cụ ấy. Cụ của tôi ngày xưa là ông Tú, gọi là ông Tú. Và các cụ ngày xưa thì phụ nữ người ta không coi trọng đâu, phụ nữ còn phải ăn cơm ở dưới bếp, đúng không? Và chỉ có bậc thánh hiền mới được học chữ. Thì con người của chúng ta đúng là dân cỏ, dân đen. Cái tính mạng của chúng ta họ không coi trọng đâu, họ không quan tâm. Có nghĩa là chính cỏ của chúng ta nó sông như con sâu con kiến mà, họ thích thì họ đè, nó chết chết luôn. Và cái dư âm đó nó vẫn còn đến tận bây giờ nhé. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn ở mang ở trong người những cái thói quen đó. Và quan chức thì chúng ta rất là sợ, công an chúng ta rất là sợ, bác sĩ là chúng ta cũng rất là sợ, hầu hết đều là như vậy ở tất cả các tỉnh thành nhé. Lý do là họ không trang bị cho chúng ta những cái kiến thức để chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là trong quá trình lao động họ không trang bị cho chúng ta, có nghĩa là họ không dạy chúng ta. Thì ở đây có rất nhiều người có con có cháu, có anh chị em bạn bè đi lao động ở nước ngoài, có thể là ở Hàn Quốc hay là cái gì gì đó, hay đơn giản là cái khu vực của tôi họ xây những cái nhà cao tầng nhé, họ phải bắc những cái giàn giáo từ tầng 1 cho đến tận tầng 50, chứ không phải có chuyện là từ tầng 1 đến tầng 2, tầng 3 đâu nhá, mà tầng tầng 50 luôn. Và tất cả mọi người đều có thể trèo từ tầng 1 đến tầng 50 luôn bằng giàn giáo. Và bên ngoài cái giàn giáo đấy thì là che một cái lớp bạt. Cái lớp bạt có thể nhìn được ra ngoài. Cái lớp bạt ấy ngăn tất cả những cái vật liệu rơi dựng rơi ra ngoài. Còn nhà dân bình thường nhá, gạch rơi sang nhà hàng xóm là chuyện bình thường, có đúng không? Và người dân xây người công nhân xây dựng họ luôn luôn có những cái bộ quần áo bảo vệ, và có cái giày thì bằng mũ sắt. Cái giày nhá, nhưng mà cái đầu mũ giày đấy nó bằng sắt để làm gì ạ? Chẳng may có bị đè nén cái gì lên nó cũng chẳng làm sao cả. Mũ bảo vệ thì có cả có gạch rơi vào đầu cũng không làm sao cả nhé, có đúng không? Và các bộ quần áo thì rất là tuyệt vời. Ngoài ra là làm ngoài trời thì lại còn có các trang thiết bị dây dợ nó bó buộc trên người. Còn thực sự là chúng ta những người dân lao động nhá, mà lao động liên quan đến nặng nhọc đấy hoặc là xây dựng đấy, bất kỳ một công trình nào cũng có một hoặc là nhiều chục người chết. Riêng cái đập thủy điện Hòa Bình nhé, nó có mấy chục kỹ sư bác sĩ là chết ở đấy. Đấy là thời kỳ ngày xưa nhé. Còn cái cầu bãi cháy của mọi người có biết ở Hải Phòng có cầu bãi cháy, ở Quảng Ninh nó rất to không? Có một cả một ông kỹ sư người Nhật mà còn rơi luôn vào cái bê tông lạnh, coi như là ướp xác luôn ở trong cái bê tông đấy, đúng không? Và kể cả ngay cái tòa nhà Hoàng Huy mà cạnh chỗ tôi đang ở này, nó rơi vào mấy chục tầng. Mấy hôm nọ đổ sập giàn giáo chết 2 người, và tính đến ngày hôm nay là tầm khoảng 8 người rồi. Có nghĩa là cái tính mạng của người dân chúng ta làm sao không được bảo vệ. Chính vì vậy mà các cái bệnh tật liên quan đến rối loạn chuyển hóa không lây, đặc biệt là những bệnh xương khớp thì ai cũng bị, tại vì chúng ta không được trang bị những kiến thức đó, rất là thiệt thòi. Rồi tiếp tục, thế là đổi chân, nâng cái chân phải gác lên chân trái, hai bên giống nhau thôi, cố gắng vòng tay ra từ phía ngoài này. Bây giờ mình nâng cái chân về phía đầu nhé, mình đan 10 ngón tay vào đỡ dưới gót chân, nâng cái chân về cái đầu của mình đấy, rồi xong sau đó mới co lại, có nó mới co lại đấy, đúng rồi đó, thì mình sẽ giữ được rất là sâu, có đúng không? Và khi kéo xong rồi thì thả lỏng cái bụng của mình ra, thả lỏng cái vai của mình ra mới cảm nhận được cái sự dễ chịu. Đôi khi mình cũng phải tập tốt tốt một tí thì mình mới cảm nhận được, còn tập nó đuối quá thì chỉ cảm nhận đến đau thôi, chả cảm nhận đến dễ chịu cả mấy, đúng không? Hiện tại là bạn Thu Vân tập tốt lắm đấy, tập tốt thì mới cảm nhận đến được, đúng rồi. Chị Hoàng Hà cố gắng kéo cao cao cái gối lên tí nữa, kéo cao cao cái gối về lòng của mình một chút nữa, đúng rồi, kéo mạnh thêm chút nữa, nhiệt tình thêm tí nữa, ôm được xuống sâu cái cẳng chân thì tốt, đúng rồi, cứ cố gắng mỗi ngày một tí rồi nhá. Động tác rất là dễ thôi,
Riêng phần thoát vị đốt thắt lưng nhá, khi đã bị bệnh đốt thoát vị, đã đốt thắt lưng thì các động tác vặn xoắn với biên độ lớn chúng ta sẽ không làm, tại vì làm thì cũng được thôi nhưng mà tác dụng nó sẽ ít. Chúng ta chỉ vặn xoắn là ngồi vặn xoắn thôi nhá, hoặc là vặn chân sang phải sang trái thôi, thì đấy nó cứ tức 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 trực tiếp vào vị trí đó thì có tác dụng. Còn mà vặn đứng ấy, đứng mà vặn thì không lên nhá, gần như là cắt đi hoàn toàn đấy. Chỉ là ngồi vặn, không được đứng vặn nhá. Rồi, đang rất đúng nhá. Ai đó mà đang lao động và làm việc việc ở các cơ quan nước ngoài hoặc là các cái doanh nghiệp nước ngoài thì mọi người đều được bảo hộ cái chế độ lao động cực kỳ tốt. Đừng có chuyện mà xuống nhà máy mà đi giày cao gót nhá, hay là vào nhà máy mà được để tóc dài xõa đầu, họ bắt mình mặc hết những cái bộ quần áo làm sao chống khuẩn, đeo tất cả những cái bó địt tóc lại, đeo găng tay, đi giày và đeo cả làm sao. Đã đi giày vào rồi lại còn đeo giày chuyên dụng nhá, lại còn thêm cái bao bọc giày đấy, gọi là cái bao giày để vô khuẩn hoàn toàn, tránh là tác động xấu đến cái môi trường làm việc của họ. Ngay kể cả việc mà mình di chuyển đến những cái khu chăn nuôi mình cũng phải như vậy nhé. Còn người Việt của chúng ta thì làm sao, lao động tự do, hỏng tự xử tự lý đúng không? Dân của chúng ta chỉ là dân cỏ thôi, cho nên là chưa được trang bị những kiến thức đó. Và hiện tại thì chúng ta đang làm sao, đang vay mượn cái trí tuệ kiến thức của người Ấn Độ để trang bị cho toàn bộ dân tộc chúng ta. Lý do là người Ấn Độ họ cũng chả có những trang thiết bị nhiều như là các nước tiên tiến, nhưng họ lại chế tạo và sáng tạo ra các cái bài tập yoga để có thể làm sao phòng ngừa biết sớm tất cả những bệnh tật đó và tự chữa được cho mình. Ai đó mới cơ hội, có cơ hội các bạn mà sau này các chị và các bạn có cơ hội sang Ấn Độ nhá, thì cứ đi cái tour rơi vào tầm khoảng 15 triệu đổ lại, đi cái tour 15 triệu đổ lại nhá, đừng có đi cái tour nó rẻ quá hoặc là đắt quá. Nếu chỉ rẻ quá thì chúng ta sẽ không cảm nhận cái gì. Cứ cái tour nào bán tầm khoảng 10 triệu, 5 triệu, 10 đến 15 triệu đấy thì chúng ta mua. Khi sang đó thì mình sẽ được trải nghiệm cả những cái cuộc sống xa hoa ít nhiều và những cái tầng lớp nhân dân lao động giống như mình, thì bắt đầu mình có sự so sánh ở đó đấy. Thì đa phần họ sẽ có hai cái ngưỡng, một cái ngưỡng là dân tộc rất trí tuệ và cái sự cách biệt giàu nghèo nó lớn lắm, nó vô cùng lớn luôn, nó không khác gì ở những thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đấy, với cả những cái khu ổ chuột hoặc là ở những cái vùng miền thôn quê mà vẫn còn ở nhà tranh vách đất ấy. Có là hai cái tầng lớp nó khác nhau hoàn toàn như vậy, nhưng họ luôn luôn này trang bị cho toàn bộ dân tộc của họ một cái công cụ phòng tránh nâng cấp sức khỏe một cách chủ động. Và đúng là họ ăn chay rất là giỏi, họ ăn chay nhá, cả hầu như cái dân tộc của họ ăn chay rất là nhiều. Rồi buông năn tròn, năn nắc lư cái lưng nhá, rất là quen thuộc đúng không, năn nắc lư cái lưng. Đúng rồi. Thôi, mời mọi người ngồi dậy, tôi tổng kết lại toàn bộ kiến thức trao đi của bài ngày hôm nay nhá. Thì trong cái lúc mà mọi người nghỉ ngơi ngồi gần gần cái máy tí, tôi chia sẻ lại cái tình trạng như này nhá. Vẫn làm lại chị cái động tác đấy sao ạ? Đây nhá. Cái động tác vừa rồi là các chị làm như này, cái chân trái này, gác cái chân phải này. Rồi xong rồi nâng cái chân này lên này, túm này, túm này, đúng không? Đó, sau đó co lại này, đó, được chưa? Đó, có video có sẵn rồi, chỉ xem lại video thế là xong thôi. Đúng không? Cái bộ video tôi gửi đấy, cứ thế là mỗi ngày tôi mở một video, đó, rồi nhá. Rất là tác động vào mông rất là thích, nhưng mà chị làm nó không chuẩn. Không sao, Không có phải video em thì em hiểu cách của thầy truyền đạt, nhưng mà cái khớp háng của em cái mùi này nó không khép được khít vào. đúng rồi, nó yếu Đau rồi, nhìn lại đã nhá. nhưng mà xong thích lắm cái động tác đấy. Rồi ok, mọi người nhìn nhá, nhìn 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 nhá, ở đây là cái đốt sống ngực. Đây là đốt sống ngực nhá.
đây là đốt sống ngực thì đây là đốt sống cổ, đây là vai này, đúng không? Thì đốt sống đếm từ đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đốt số 7 bị phồng này, đốt số 8, đốt số 9, đốt số 10 bị phồng. 11 và 12 chưa phồng vẫn còn đẹp nhá. Và bác sĩ thì bảo là phồng đĩa đệm. Nhưng với tôi thì tôi nhìn này, không phải phồng đĩa đệm mà là cong vẹo cột sống. Mọi người nhìn này, cột sống này, vẹo sang bên phải, đúng không? Do bị vẹo cột sống cho nên mới dẫn tới phồng cột sống. Đấy, cho chúng ta phải biết cách đọc phim nhá. Mọi người xác định là bây giờ chúng ta là huấn luyện viên yoga trị liệu thì phải biết đọc phim. Biết đọc phim rất là dễ thôi, là chỉ cần biết được vị trí của cột sống, đúng không? Các đốt cột sống thì các buổi sau tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn. À, lý do là chúng ta chỉ tập trung chủ yếu vào bài tập là chính thôi, giải quyết ngay vấn đề. Chính vì vậy mà chúng tôi không có nền tảng kiến thức. Thì sắp tới hội liên đoàn lại có một khóa yoga trị liệu 200 giờ, trị liệu tất cả các bệnh từ đốt ngón chân cho đến tận đỉnh đầu, tất cả các bệnh nha, thậm chí trong và ngoài luôn. Chúng ta tập trung chủ yếu vào xương khớp, nhưng tất cả những bệnh khác thì mọi người được hỗ trợ. Có nghĩa là có rất nhiều bệnh được chữa bệnh không cần dùng đến thuốc nhé. Toàn bộ cái công cụ mà mọi người đang tiếp cận này là trí tuệ của người Ấn Độ, đúng không? Và chúng ta lấy nguyên cái trí tuệ đó, chúng ta về chúng ta chuyển tải lại cho dân tộc chúng ta. Đó thì là một cái cách chữa bệnh không dùng thuốc. Thế giờ tôi lại chia sẻ tiếp một cái nữa nhá, bình tĩnh nhá. Đây, chị Ngô Dung vừa xong rồi thì có bạn ấy, tôi cóp lại cái này tí để tôi lưu về máy, xong rồi tôi mở to ra thì nhìn thấy sẽ rõ hơn. Phải sức tốt bơ đâu nhỉ. Này, mọi người nhìn nhá. Trường hợp của chị vừa rồi là chị 65 tuổi, nữ giới này. Phải phải nhìn cơ, 65 tuổi, có đúng không? Nữ giới 65 tuổi nhá, chị tên là Ngô Thị Dung. Quốc tịch dân tộc Việt Nam, đúng không? Nghề nghiệp gì, bảo thẻ bảo hiểm. Chị hiện tại chị đang ở Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Vào viện lúc 9 giờ 40 phút ngày 13, có nghĩa là 2 hôm trước đúng không? Bác sĩ chuẩn đoán này, thoái hóa khớp gối và bị viêm. Lưng thì đau cấp, phình đa tầng các đĩa đệm từ L1, L2 cho đến L4 và L5. Có nghĩa là phình đĩa đệm, tất cả các đĩa đệm từ L1 cho đến L5. Trong đó thì có hai đốt bị thoát vị, là đốt L5. Thì ở đây là chị Thu Hà bị thoát vị đốt số 5 đúng không? Thắt lưng. Và chị bị thêm một cái đốt S1 là đốt sống cổ. Đốt S1 là cái đốt số mà nó dính vào hộp sọ đấy, sát với hộp sọ đốt số 1. Bị vẹo cột sống thắt lưng sang bên phải, tăng huyết áp, nghe khủng khiếp chưa? Vậy thì chị lại còn bị combo thêm cái vấn đề nữa là béo thừa khoảng tầm 10 kg. Và bây giờ giải pháp đưa ra bác sĩ bảo là mổ. Chắc là chị nghe loáng thoáng nghe mổ quá, chị nhớ mỗi câu mổ thôi, chứ còn bác sĩ tư vấn rất là nhiều. Với 65 tuổi mà mổ xử lý cái vụ này nhá, chị chắc đem đi chôn luôn, đúng không? Và sau khi chị xem xong về chị sợ quá, chị bảo thầy tư vấn giúp chị ấy. Thì thầy tư vấn rằng là việc đầu tiên là giảm cân xuống, việc thứ hai là điều chỉnh lại cái sự cong vẹo cuộc sống về mức tốt nhất, thì tất cả những bệnh kia tự động nó khỏi, tự động nó khỏi nhá. Chứ tránh trường hợp là bây giờ đau quá mà đi mò bác sĩ còn lần mổ cho một trận, đây là đại phẫu chứ không phải là phẫu thuật vớ vẩn bình thường nữa rồi, mà là đại phẫu mổ cột sống mà, nó phải đơn giản đâu. 65 tuổi mà lỡ dao lỡ kéo một cái thôi toạch đem chôn luôn, đúng không? Rất nhiều người như vậy nhá. Vậy thì chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều người, thậm chí chính bản thân của chúng ta cũng vậy, bị rất nhiều bệnh mà mình cũng chả biết mình bị cái bệnh gì và đau ở đâu, thì chúng ta chỉ chữa đó thôi. Thì bây giờ mọi người nhá, nếu như mà nhận cái học viên PT rồi, tôi vẫn động viên mọi người là nhận đại một người đấy, có khó đâu, nhận đại lắm, một người đại một người. Thì cái anh đại vừa rồi đấy, đây này, anh cũng mới là huấn luyện viên giống mọi người đấy, mới ra lò được có hơn tháng 2 tháng gì đấy, đây đó, đây nhá, anh cũng mới nhận được thôi. Anh có một học viên nam được khoảng 20 ngày rồi, nhưng đến hôm nay bác sĩ bảo là bị phồng đốt sống lưng, đúng không? Đây là đốt sống ngực chứ không phải đốt sống lưng, đúng không? Giải quyết tình trạng của bảo vệ viên này thế nào đó, có nghĩa là anh ấy nhận rồi thì tôi mới có thể có cái công cụ để hỗ trợ chứ. Mọi người không dám nhận, nhận đi, nhận bừa đi, có lo gì, có thầy đây cơ mà, cứ nhận đại đi. Thầy ơi, nhưng mà mình phải dạy họ trực tiếp à? Dạy Đúng rồi, qua Zoom được không? qua Zoom cũng được, qua Zoom thì phải chịu khó nắm mồm hơn một chút, nói nhiều hơn một chút thì họ mới hiểu được, có đúng không? Thế là tôi cho mọi người xem luôn cái video của tôi nhá, cái bộ video này, để mọi người thấy rằng là tôi cũng giống mọi người thôi, dạy qua room hết.
Thì vừa rồi đây là kênh của tôi nhá, có danh sách phát nhá. Vào cái phần danh sách phát đó, mọi người cứ quan sát tiếp nhá, có nhìn thấy gì không ạ? Mọi Chưa người có nhìn thấy thấy ạ. không? Thấy à? Thế chả nói gì cả. Rồi đây là kênh của tôi nhá. Mọi người nhìn thấy kênh rồi đúng không? Trong kênh thì vào cái phần danh sách phát của phần này này. Đó. Đó cái phần danh sách phát này. Thì ở đây tôi có cái bài mới mở, cái bài là đau khớp háng là có 6 video nhá. Mọi người nhìn thấy xem phần 6 video này. Đúng không? Phần bài dành cho người bị ung thư là có 7 video này. Phần giường giữa thoát vị đốt thắt lưng có 7 video này. Mọi người có nhìn thấy bộ 7 video không? 30 phút một video nó không đơn giản đâu. Làm 7 video nhọc cho phết đấy. Chứ không phải muốn mà có đâu nhá. Là thế chứ bây giờ ấn đại vào cái đốt 7 thoát vị đốt L3, L4, L5 nhá. Thì mọi người nhìn thấy trong đây nhá. Tôi mới mở bài số mấy nhỉ? Ở đây là mới mở được 4 bài. 4 bài nhá. Mà mới mở, à đâu 5 bài rồi. 5 bài là mới mở được có 5 ngày nhá. Mà mọi người nhìn này, bài 30 phút mà ở đây có bao nhiêu lượt xem, nhiều nhất là 691 lượt xem. Mà 30 phút một bài ấy nhá, chứ không phải là 3 4 phút một động tác đâu. Một cái động tác mà trong vòng 2 30 giây thì có thể lên cả triệu lượt xem, nhưng chỉ xem cho vui thôi. Còn đây là những 30 phút cơ mà. Đúng không? Mọi người có thể kích vào để xem nhá, thì họ thấy rằng là tôi chăm sóc học viên của tôi là online hết, cũng giống như mọi người sau này chăm online hết thôi. Đúng không? Ví dụ như Thu Vân có muốn làm cái kênh giống như này thôi, xây mở kênh này và rồi mọi người cứ tự tập. Và việc chúng ta chỉ là trả lời thôi. Đúng không? Việc của chúng ta là trả lời thôi. Thế là xong. Nhàn đúng không ạ? Đấy để tránh trường hợp là chúng ta dạy được có mỗi một người. Đúng không? Thầy ơi, Có. em hỏi bệnh nhân bị kiểu như là tai biến đấy, nhưng mà tai biến người ta bây giờ nó một bên tay phải chân phải đi nó vẫn hơi cá nhắc đấy, có chữa được không nhỉ? Nhưng mà mấy năm nay rồi. Mấy năm rồi gì, mấy năm mà nặng quá rồi, mấy năm bây giờ thành mãn tính rồi thì cứ cho tập nó khỏe lên thôi, chứ chúng ta không cam kết được tại vì thời gian nó dài quá rồi. Tại vì là người ta cũng đi vào cả trong Nam trị liệu cũng thứ nhiều lắm rồi nhưng mà chả khỏi. Thì như vừa rồi tôi chia sẻ đấy, nó bây giờ cứ trị liệu nhầm nhầm thầy nhầm thuốc thì bây giờ nó quá cái thời hạn rồi, nó quá mất thời điểm Đấy. vàng rồi, thì bây giờ trị liệu làm sao được nữa, có đúng Từ không? 2019, từ 2019 rồi. Đấy mấy năm giờ, 2019 năm này, hay hay mấy này, 4 5 năm đến 4 nơi rồi, năm nhỉ? 4 năm 4 năm. rồi thành mãn tính rồi, không xử lý được nữa rồi, Bây giờ thì bây giờ chỉ trị liệu thôi. chị vẫn cứ theo em tập yoga bình thường chưa rồi. Cho nó Vâng khỏe. đúng rồi, Động chỉ tác theo tập nào luyện thôi. lên. Tai biến nhá, tôi có thể chữa được là không bị tai biến lại lần thứ hai, lần thứ ba, có nghĩa là chúng ta có cái công cụ để giúp họ không bị tai biến lại lần nữa. Và tôi biết rằng rất nhiều người có bị tai biến lại vài lần liền cơ. Thế có phải đáng tiếc không? Đầy người bị tai Có biến lần nhiều thứ chứ. nhất, lần thứ hai. Thế bây giờ tôi đặt câu hỏi sớm, tại sao lại bị tai biến lần thứ hai? Tại vì cái nguyên nhân gây ra tai biến chúng ta vẫn còn thường ngày đưa vào người tiếp thì lại bị tai biến tiếp. Có đúng không? Rồi, thì tổng kết lại bài của ngày hôm nay nhé, để mọi người đừng lan man quá, nó sẽ lãng phí thời gian. Năn nữa ai cần bộ video gì cứ nhắn, là tôi copy nguyên bộ video tôi gửi, thế là xong. Yên chí nhá. Có sẵn video rồi thì mình có thể làm sao bật luôn video đấy xong dạy cho lớp tập theo, mình chỉ cần đi sửa để cho nó nhàn. Có đúng không? Và mình có thể chăm được vài chục người, miễn làm sao ra kết quả là được rồi. Có đúng không? Đúng rồi, đây là huấn luyện viên của tôi, đây là thầy của tôi, đấy thầy tôi tập và tôi chỉ đi sửa thôi, tôi thì tôi đỡ phải làm, tôi không phải làm mẫu. Đúng không? Tôi mọi người cứ tập theo và tôi đi sửa thì mọi người sẽ được cái lợi ích nhiều nhất, thì mọi người sẽ nhàn, không phải dạy. Được chưa ạ? Cái cách đấy là cái cách dễ nhất, không có cái gì dễ hơn đâu. Đó, và các học viên khác, giáo viên khác họ cũng bật video lên và họ đi sửa thôi, thì nó đem lại cái tình cảm và sự chăm sóc nhiều hơn, chứ cả buổi mình cứ lăn lộn những cái thảm rồi hít vào thở ra thì mình làm sao mình sửa được cho họ nữa. Đúng không? Đôi khi họ khỏe lên là nhờ cái sự chăm sóc của chúng ta đấy, chứ không phải hoàn toàn là nhờ động tác đâu. Đó, mình tử tế, mình chăm sóc, mình vỗ về người ta, cô nằm xuống, cô thả cái lỏng cái lưng ra thế này thế kia, thì là họ dễ chịu thoải mái thôi. Đúng không? Chính bản thân chúng ta cũng vậy mà. Được rồi ạ. Tôi tổng kết nhá. Thoát vị thắt lưng, tất cả những bệnh liên quan đến thắt lưng có 5 bệnh và chúng ta hoàn toàn chữa được 4 bệnh là từ xẹp đĩa đệm. Chúng ta biết được rồi đúng không? Có 5 bệnh đúng không? Còn gai là chúng ta không chữa được nhá. Đừng có cam kết là chữa được gai đến lúc mà loay hoay mãi mấy tháng giờ không thay đổi là họ lại bảo chúng ta là nói hơi quá, nó không đúng đấy, sai sự thật. Chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được từ thái hóa, phồng đĩa đệm, thoát vị và cái gì nhỉ? Rồi, còn riêng bệnh gai là chúng ta không xử lý được nhá. Rồi,
Và để làm được việc đó đấy thì chỉ cần có vài động tác như vừa rồi thôi. Mọi người xem lại cái video này nhé, cứ lặp đi lặp lại, cứ lặp đi lặp lại, không cần hơn. Tuy nhiên thì để chữa được từng bệnh một thì các buổi sau nhé, chị bị nổi cao đốt thắt lưng số 4, các buổi sau thì mỗi một buổi chúng ta sẽ cố gắng xử lý được hai vấn đề. Bây giờ đấy chúng ta có 5 vấn đề đúng không? Thì bây giờ mỗi buổi sau chúng ta cố gắng để xử lý được hai vấn đề, thì có nghĩa là tầm khoảng 2 hoặc 3 buổi thì chúng ta xử lý được hết các vấn đề thắt lưng. Sau đó chúng ta xuống khớp háng, xuống khớp gối và xuống cổ chân. Riêng cái cổ chân này cũng có 5 vấn đề. Ở mỗi cái cổ chân có những 5 bệnh thôi nhé. Đó, thì cứ mỗi ngày một chút, đừng có lo nhé. Cứ bình tĩnh mỗi ngày một chút, không vội vã gì cả. Đôi khi đừng có học nhiều quá. Học ít thôi, xong xử lý ra đã. Rồi có tiền đã, nếu thành công đã rồi tính sau. Chứ giờ học cả đống rồi ngồi để xong bắt đầu giỏi rồi mới đi làm thì không phải giỏi đâu. Bác sĩ người ta cũng vậy thôi. Người ta học xong 7 8 năm rồi là làm sao, thậm chí chưa học xong người ta đã đi thực tập rồi. Mà mọi người thi thoảng đứa trẻ con nó chọc tét hết cả ven nó có không ạ? Đầy. Đúng không? Phải đi phải làm liên tục chứ thì mới giỏi lên được chứ. Đừng có mà thấy thầy nào thấy có cái gì hay là cũng học không chết. Thầy ơi tôi học thầy thêm 100 buổi nữa thì thầy chào. Đúng không? Học có đến chết à? Học học như thế thì có tốn kém tiền đâu ra mà chi? Tôi còn đầy việc quan trọng còn thời gian nữa chứ. Rồi cố gắng nhá. Buổi hôm nay sẽ dừng ở đây. Chúc mọi người nghỉ ngơi và ngủ ngon. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục nhé. À, buổi sau thì buổi thứ bảy thì tôi lại phải đi. Buổi thứ sáu thì buổi mai thì tôi ở nhà tôi đi tôi phải dạy lớp huấn luyện viên. Chính vì vậy buổi thứ sáu mình sẽ nghỉ nhá. Năm mấy thứ thế hôm nay thầy có video rồi. Xem lại, tua lại thế là xong. Ok, tập lại luôn, có gì đâu. Nhá. Cảm ơn mọi người rất là Mai nhiều. nghỉ á thầy? Thầy ơi, mai nghỉ á? Mai mai thì thầy phải dạy lớp huấn luyện viên. Cho nên là chúng ta sẽ nghỉ nhá. Rồi, và mọi người cứ mở video xem lại Thầy thôi. gửi Đúng video vào nhá. rồi, video thì có sẵn cả bộ luôn, lát nữa tôi gửi luôn vào nhóm nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe.